Hello, Mai Vũ xin mời chào quý cô chú anh chị và các bạn dạ kính thưa quý vị, hiện tại Mai Vũ đang cập nhật tình hình những cái tin tức mà nó diễn ra hàng ngày ở nước Mỹ cũng như là thế giới nha quý vị. Thì hôm nay có rất là nhiều những cái thông tin mà Mai Vũ thu thập được trong ngày hôm nay. Thông tin đầu tiên Mai Vũ xin uh, muốn gửi tới quý vị đó là có một cặp vợ chồng gốc Việt đã bị cáo buộc lái xe trong cái tình trạng mà say rượu với lại hai cái đứa trẻ ở trên xe và một thanh niên gốc Việt đi qua cái đường đó bị xe tông chết. New York nói là tiêm cái mũi vaccine tăng cường thì sẽ nhận được 100 đô trong năm mới và công bố cái kế hoạch mà đối phó với lại biến thể Omicron tổng thống Joe Biden nhắc tới ông Trump. Và cái dịch Covid-19 nó khiến cho New York bị hơn 2 triệu cái con chuột nó gặm nhấm thành phố đang xây dựng cái cầu 54 tỷ đồng nó rơi nó rơi nó rơi xuống sông luôn quý vị đó là thông tin từ Việt Nam nha quý vị và mình cũng thấy có một thông tin khác nó cũng liên quan tới cái đó là cái cầu này đang xây ở cà mau bất ngờ sập đổ xuống sông Việt Nam tặng Campuchia 25 triệu đô la xây cái tòa nhà mà hành chính của quốc hội thì đó là những cái thông tin mà Mai Vũ sẽ cập nhật trong ngày hôm nay quý vị hôm nay Mai Vũ thấy quý vị thấy cái Mai Vũ nó có cái gì hơi khác khác không <laughs> cái background của Mai Vũ bây giờ Mai Vũ bỏ thêm những cái hình nữa cho nhìn cho nó nó lạ mắt đó nhưng mà hy vọng là giống như kiểu là mình ghép hình như vậy đó thì thường nó không có thân thiện với nhà quảng cáo nếu mà mình để hình không. Hôm nay Mai Vũ vừa để cái mặt vừa để hình, hy vọng là nó sẽ ok. Nếu mà nó ok thì Mai Vũ sẽ tiếp tục làm giống như vậy. Còn nó mà kiểu giống như là nó không có thích đặt quảng cáo gì, nhà quảng cáo nó không thích thì chắc là mình không có làm theo kiểu này quý vị. Nhưng mà để Mai Vũ thử một lần coi nó là sao ha. À, cái thông tin đầu tiên à, đầu tiên nếu mà trước khi đi vô cái thông tin đó quý vị ơi hãy bấm cho Mai Vũ một cái like để khích lệ tinh thần cho Mai Vũ nha quý vị. Còn ai là lần đầu tiên ghé kênh Mai Vũ thì hãy bấm cho Mai Vũ một cái đăng ký đi tại vì những cái like và cái đăng ký nó hoàn toàn miễn phí. Dạ Mai Vũ cảm ơn quý vị rất là nhiều. À, thông tin đầu tiên Mai Vũ mến gửi tới quý vị đó là có một cái cặp vợ chồng này gốc Việt đã bị cáo buộc lái xe trong cái tình trạng say rượu với lại hai cái đứa trẻ ở trên xe nha quý vị. Thì đây là hai cái người gốc Việt. <laughs> tại Mai Vũ mới làm lần đầu á không có đáng lẽ lần đầu mình phải để cái hình khác sau đó mình mới bỏ hình này vô. Nhưng mà thôi lỡ rồi, lần đầu nó vậy đi ha. Thì một cặp vợ chồng này gốc Việt ở bên uh, Morgan Town, West Virginia đã bị buộc một cái tội vì bị kéo buộc là lái xe trong cái tình trạng mà say rượu khi mà chở hai đứa trẻ này trong một cái chiếc xe. Và vào ngày 20 tháng 12 thì những cái người mà cảnh sát thuộc cái sở cảnh sát của Fairmont đó đang đi tuần thì đang đi tuần tra định kỳ tại cái khu vực của Fairmont Avenue ở bên Fairmont thì họ quan sát thấy có một cái chiếc xe Lexus GS cái chiếc xe mà SUV màu xám nó đang đi trên cái làn đường hướng hướng bắc đó và nó đổi hướng và theo cái đơn tố cáo hình sự thì sau khi mà nhìn thấy cái chiếc xe này nó rẽ vào giữa những cái vạch trắng và những cái vạch vàng được đánh dấu giống như kiểu người ta chạy xe trong cái tình trạng say xỉn nó bị là người đi sau họ nhận ra liền thì cảnh sát viên đã bật đèn và báo khẩn cấp và còi để mà dừng cái chiếc xe đó lại. Thì khi mà tiếp cận với chiếc xe, những cái viên của viên chức của cảnh sát đã nhìn thấy hai đứa trẻ em ngồi ở hàng ghế sau <laughs> và cái tình trạng mà và xác định cái tài xế này là Hồng Hoàng, 40 tuổi và người ngồi kế bên đó là Phương Nguyễn, 36 tuổi và những cái viên cảnh sát này thì nhìn thấy là mắt của anh Hồng Hoàng này có vẻ như là đỏ và họ ngửi thấy cái mùi rượu từ hơi thở của anh ta theo những cái đơn khiếu nại. Và khi mà những cái viên chức của cảnh sát hỏi là anh Hoàng này nè, anh có uống gì tối nay không? Thì anh ấy trả lời rằng anh ấy có uống hai cái chai rượu và bị xịn. Những cái viên cảnh sát cho biết như vậy. Và tại cái thời điểm đó thì cảnh sát là yêu cầu Hoàng thực hiện một cái loạt những cái bài kiểm tra ở cái mức độ mà tỉnh táo tại hiện trường. Trong cái thời gian đó thì anh ta có những cái biểu hiện không có tốt trong tất cả những cái bài kiểm tra. Và những cái viên chức đã bắt giữ anh ta theo những cái đơn tố cáo. Và những cái cảnh sát viên đó sau đó thì nói chuyện với anh Nguyễn và người nói với lại cảnh sát viên đó, cô ấy biết Hoàng đã uống hai cái chai rượu và cho phép anh ta lái xe và rằng cô ấy đã uống nửa chai rượu. Những cái viên cảnh sát nói như vậy và một cái cuộc kiểm tra máy thở cho cái kết quả là 0,97% cái nồng độ cồn ở trong máu Nguyễn đã bị bắt giữ và đứa trẻ 3 tuổi này thì ngồi ghế sau không có cài dây an toàn. Theo những cái đơn tố cáo, quý vị chắc là có thể là hai vợ chồng này á, kiểu như xịn quá rồi quý vị không có nhắc con để cài những cái dây an toàn luôn. Thì anh Hoàng và cô Nguyên này nè, bị khởi tố hai cái tội danh và gây ra những cái nguy hiểm cho trẻ em. Đó là hai người gốc Việt nha quý vị, liên quan tới những cái vụ mà uống rượu lái xe mà còn chở những cái trẻ em ở đằng sau mà không có thắt dây an toàn cho con của mình. Nó rất là nguy hiểm thì đó là đã bị bắt, không biết là cuối cùng đó có bị những cái án gì thì mình phải chờ tiếp theo coi chuyện gì xảy ra. Cũng may là hai ngày đó người ta chỉ có mới chạy xe lạng quạng thôi và họ bị tóm vô chứ còn lỡ mà để cho họ chạy xe nữa, lỡ mà họ có quẹo giờ như như kiểu quẹt cho những cái xe khác đó thì gây ảnh hưởng cho người khác nữa đó quý vị. À, đó là cái thông tin đầu tiên mày Vũ gửi tới quý vị. Cái thông tin tiếp theo có một người thanh niên gốc Việt này khi mà đi qua đường đã bị xe tông và chết nha quý vị. Thì thông tin này ở bên Tucson, một cái thanh niên gốc Việt này ở Tucson, Arizona đã qua đời sau khi mà bị tai nạn vào ngày mùng 8 tháng 12. Đây mày Vũ chắc là Vũ sẽ chuyển cái tấm hình khác thôi quý vị. Đó. À, cho những cái vết thương quá là nặng và cảnh sát cho biết bữa hôm thứ ba như vậy thì vào khoảng 5 giờ 45 chiều ngày hôm đó những cái viên chức của cảnh sát đó phản ứng lại tại cái khu này 1500 của uh, cái đường uh, một cái đường mà N. Euclid Avenue để mà báo cáo về cái vụ va chạm liên quan tới người đi bộ thì người đi bộ này được xác định đó là Đỗ Bảo nguyên toàn Đỗ Bảo nguyên đoàn 25 tuổi được chở tới một cái bệnh viện với lại cái vết thương nó nguy hiểm tới cái tính mạng. Cảnh sát nói rằng anh ta đã qua đời bữa hôm thứ hai. Và cảnh sát cho biết thanh niên này 25 tuổi đứng giữa cái làn đường của cái đường mà Euclid Avenue cùng với lại cái chiếc mà xe Acura nha quý vị. Đời năm, 2000, năm 2002 đang đi theo hướng nam cố gắng rẽ vào cái đường Adam Street thì cái chiếc xe này nó tông vào người đi bộ và cảnh sát cho biết là người lái xe này không có uống rượu bia gì hết đó tại cái thời điểm va chạm thì cảnh sát cho biết là cái đoạn đường này là cái nguyên nhân chính dẫn tới cái vụ mà va chạm này à, anh Đoàn á, cảnh sát nói anh Đoàn anh qua cái đường đó cái lý do là tại vì anh đi qua đường là cái nguyên nhân chính dẫn tới cái vụ va chạm không biết lúc đó đó anh chàng đó có phải là cái đoạn đường này nữ vị không biết lúc đó đó là anh ta có được phép đi qua đường hay không tại vì nếu mà mình đi qua đường mình cũng phải nhìn những cái biển báo đó vì nếu mà cái biển báo nó nó không có báo mà mình đi qua nó rất là nguy hiểm thì đó là một cái vụ tai nạn mà mấy vũ thấy là người việt của mình nha người việt của mình quá là đau lòng cảnh sát cho biết người lái xe không có uống rượu bia tại cái thời điểm va chạm và cho biết anh đoàn này, anh đi qua đường là cái nguyên nhân chính dẫn tới cái vụ va chạm Nhưng mà họ không có nói là anh ta đi qua đường có đèn hay không, có dấu hiệu hay không Anh ta đúng hay là cái xe kia đúng thì họ không có nói tới à, Một cái thông tin tiếp nữa, đây là một cái thông tin mà vui cho những anh chị cô chú nào ở New York nha quý vị Tiêm mũi tăng cường nhận được 100 đô la nha quý vị trong năm mới thì thị trường của thành phố New York ông này là ông Bill uh, de Blasio ông ông đã thông báo bữa hôm thứ ba rằng thành phố sẽ cung cấp cho những cái người dân này cái khoản tiền và khuyến khích 100 đô la nếu mà họ tiêm cái liệu tăng cường Covid-19 tại một cái phòng khám và vaccine Somos do cái thành phố này điều hành hoặc là vào cuối năm nay thì Somos là một cái nhóm mà gồm có 2.500 những cái vị bác sĩ đã hợp tác với nhau để mà đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho những cái thành viên y tế trong suốt năm cái cuộn năm cái cuộn nhớ vị đây đó, ông này là ông thị trưởng của thành phố nè và theo cái trang web của nó đó theo cái trang web của nó thì một cái một cái twitter được đăng bữa hôm thứ ba ông thị trưởng này ông đã chia sẻ một cái hình ảnh có những cái nội dung là tăng cường cái hệ thống miễn dịch và cái tài khoản mà ngân hàng của bạn để mà quảng cáo và khuyến khích thì đây là cái thời điểm hãy tiêm cái mũi tăng cường để bảo vệ cho gia đình cũng như là thành phố của bạn. Ông Blasio ông nói thêm như vậy thì vào tháng 7 Thành phố New York đã bắt đầu khuyến khích 100 đô la cho những người mà khuyến khích họ đi tiêm chủng đầy đủ theo những cái phát đồ hai liệu ban đầu để mà bảo vệ chống lại COVID-19. Và khuyến khích này đó mở rộng ra cho trẻ em từ 5 cho tới 11 tuổi vào tháng 11 Sau khi mà cái việc tiêm chủng này được FDA và CDC đã chấp thuận cho cái nhóm à, tuổi đó Và những cái trường hợp mà biến thể COVID-19 Omicron nó đang được tăng nhanh chóng ở New York Trong một cái cuộc họp báo bữa hôm Chủ nhật thì ông thị trưởng đó ông đã thúc giục tổng thống Joe Biden hãy triển khai những cái hỗ trợ cho thành phố New York trong cái bối cảnh mà đợt bùng phát những cái trường hợp Omicron này thành phố đã bị tàn phá bởi cái đợt bùng phát uh, Covid-19 và đầu tiên đó tấn công vô những cái bờ biển của Hoa Kỳ vào tháng 3 của năm 2020 những cái bệnh viện ở Queens đã tràn ngập những cái trường hợp Covid-19 và những cái bệnh viện này trên khắp năm quận đã buộc phải sử dụng thêm những cái như là xe kéo, làm lạnh sau khi mà số ca tử vong liên quan tới COVID-19 nó gia tăng. Cái sự bùng nổ này của những cái vụ án mà gần đây đã buộc những cái hoạt động giải trí trong cái thành phố phải đóng cửa. Radio City, Rocket đó đã phải hủy bỏ cái buổi lễ Giáng sinh nổi tiếng của họ vào bữa thứ bảy, tối thứ bảy nha quý vị. À, Saturday, Saturday Night Live đó đã loại những cái khán giả của trường quay trực tiếp của họ. Tại vì thường đó là thứ bảy mỗi họ sẽ làm những cái video thứ bảy đâu vị mỗi tối thứ bảy nhưng mà bây giờ đóng cửa rồi họ đã không có làm ở chỗ đó nữa thì theo cái tờ báo của New York Times thì những cái viên chức này trong thành phố đã báo cáo tính tới ngày 18 tháng 12 khoảng 1,5 triệu người New York trong tổng số là hơn 8 triệu người đã được tiêm cái liệu tăng cường và liệu cái số mà liệu của ông Trump đó ở uh, của cái trung tâm rồi quý vị liệu theo cái số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch CDC thì cái tờ tham này cũng cho biết rằng trong số những cái người mà trưởng thành ở Mỹ đã tiêm cái phòng đầy đủ thì khoảng 30% đã được tiêm cái mũi mà ba đó hay còn gọi là mũi nhắc lại. Tuy nhiên trong số tất cả người Mỹ chỉ khoảng 1 phần 6 người đã tiêm cái liệu tăng cường. À, một cái thông tin kế tiếp nữa đó là công bố cái kế hoạch đối phó với con biến thể mới Omicron tổng thống Joe Biden nhắc tới ông Trump nha quý vị nhắc tới cựu tổng thống Donald Trump thì chỉ mới ngày hôm trước cựu tổng thống Trump cho biết là ông ấy đã được tiêm cái mũi nhắc à, mũi vaccine tăng cường và tổng thống Joe Biden nhắc tới ông Trump khi mà kêu gọi dân Mỹ hãy đi tiêm mũi vaccine tăng cường để mà đối phó với biến thể mới Omicron thì ngày 21 tháng 12, Tổng thống Joe Biden đã tìm cái cách chấn an người Mỹ về những cái khả năng mà chống lại cái biến thể của Omicron này. Nó đang gây ra, nó đang lây lan nhanh chóng ở nước này. Và ông cho biết những cái nước mà, ông cho biết là nước Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để mà chống lại biến thể này, theo cái hãng của AFP. Thì trong cái bài mà phát biểu đó trên truyền hình, ông Biden, ông đã chính thức công bố một loạt những cái biện pháp mà để chống lại cái đợt dịch mới vào mùa đông à, thì chẳng hạn như là à, chẳng hạn như là phát nửa những cái tỷ mà kit mà xét nghiệm tại nhà và ông phủ nhận những cái thông tin nhà trắng đã không có chuẩn bị đầy đủ cho cái đợt dịch mới và tất cả chúng ta đều lo lắng về cái biến thể omicron này nhưng mà không có nên hoảng sợ ông biden ông phát biểu từ nhà trắng thì Tổng thống Mỹ giải thích đây không phải là cái tháng 3 của năm 2020. Cái thời điểm mà COVID-19 nó bắt đầu tấn công vào nước Mỹ đã có 200 triệu người Mỹ được tiêm đủ liệu vaccine COVID-19. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng ta biết nhiều thứ hơn. Chúng ta chỉ cần tập trung. Ông Biden, ông nhấn mạnh cái chiến dịch và tiêm chủng của nước này sẽ ngăn ngừa những cái ca mà bệnh nặng số um, à, trong số 62% số người Mỹ đã được tiêm đủ liệu. Tuy nhiên ông đã chỉ trích những cái người mà không có đi tiêm cái mũi vaccine COVID-19 và cho rằng họ đã không có thực hiện cái nghĩa vụ yêu nước. Và ông Biden ông cũng kêu gọi là người dân Mỹ hãy đi tiêm cái mũi vaccine tăng cường để mà tăng cái mức độ bảo vệ chống lại cái biến thể mới Omicron. Và chỉ mới ngày hôm trước thì cựu tổng thống Trump đó cho biết là ông ấy đã được tiêm cái mũi vaccine tăng cường. Và ông Biden ông nói và ông gọi, đây có lẽ là một trong số ít những cái điều mà ông ấy và tôi đều đồng ý. Đó là vaccine mũi thứ ba đó quý vị. Họ còn những cái còn lại là hoàn toàn trái ngược, những cái chính sách là trái ngược nhau không ạ. À? Có mỗi cái vụ vaccine thứ ba là hai ông là giống như kiểu là giống nhau đó. Thì trong cái buổi phỏng vấn với là ông Bill O'Reilly thì từng là... Cái người dẫn chương trình của cái đài Fox News vào tối hôm ngày 19 tháng 2 khi mà được hỏi đã tiêm cái mũi vaccine tăng cường hay chưa thì tổng thống Mỹ Donald Trump tổng cựu tổng thống đó uh, cựu tổng thống Donald Trump xác nhận là ông đã tiêm nhưng mà không có tiết lộ cái loại vaccine ông tiêm đó là loại nào và khi mà ông Biden ông cho biết là những cái loại vaccine COVID-19, cái kho dự trữ thiết bị y tế của Mỹ trong đó có những cái đồ mà bảo hộ cá nhân và máy thở cùng với lại cái kiến thức sâu rộng hơn về cái cách mà đối phó với lại COVID-19 mà không có cần phải đóng cửa trường học đồng nghĩa với lại nước Mỹ đang ở cái vị trí mà tốt hơn nhiều so với lại cái hồi năm ngoái của cái năm mà mới bắt đầu đại dịch của năm 2020. Và ông Biden, ông đã công bố cái kế hoạch của chính quyền ông để đối phó để đối phó với lại biến thể này, bao gồm triển khai những cái quân nhân tới những cái bệnh viện và vận chuyển những cái vật tư tới những cái um, những cái vật tư tới những cái bang bị ảnh hưởng nặng nề và lập ra những cái địa điểm mà xét nghiệm miễn phí mới và chính quyền của liên bang sẽ huy động khoảng ngàn những cái bác sĩ, y tá và nhân viên quân y trên khắp đất nước khi mà cần thiết trong cái tháng 1 và tháng 2 của năm 2022 dịch Covid-19 khiến cho New York bị hơn 2 triệu cái con chuột nó đã gặm nhấm cái thành phố nha quý vị. Quý vị thấy kinh kinh khủng không quý vị? Hai chuột, hai chục cái con chuột. Nên mọi người có thấy con chuột thấy cái ông này ông cầm con chuột không này quý vị nè, con chuột nào ông đang cầm nè. Không ghê không? Thì À, cái nạn mà chuột này nó hoàn thành, nó trở nên tồi tệ ở cái thành phố New York của Mỹ này khi mà cái số chuột này nó tăng 40% trong uh, 11 tháng của năm 2020-2021. Và ước tính có hơn 2 triệu con chuột này nó đang gặm nhấm cái đô thị này. Nghe thấy ớn lạnh luôn đó quý vị. Đó quý vị thấy chuột không? Nguyên một hàng chuột đó. Ghê quá! Thì trong cái đại dịch Covid-19, những cái dịch vụ mà thu gom rác và vệ sinh của đường phố New York phải cắt giảm và cái việc mà đóng cửa những cái nhà hàng cũng tước đi cái nguồn mà thức ăn thường xuyên của những cái loài gặm nhấm này cho quý vị vậy là covid 19 mấy cái 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 con chuột mấy cái con mà gặm nhấm này nó cũng bị ảnh hưởng nha quý vị tại vì bình thường là nhà hàng đồ cái người ta xả rác ra người ta đi đổ rác đó là nó moi ở giữa cái rác đó bây giờ không có ai không không có mở cửa không có rác không có đồ ăn để cho nó ăn luôn buộc những cái con chuột này nè nó phải xuất hiện công khai khắp mọi nơi để mà tìm kiếm những cái nguồn dinh dưỡng theo cái tờ báo của Guardian. Chó nghe cái thông tin này nghe ớn ốc quá vị. Chó xanh, xô chậu gì cũng thua. À, trong rất là nhiều thế kỷ thì chuột đó là một cái vấn đề mà dường như nan giải. Bất chấp rất là nhiều nỗ lực của thành phố New York, thị trường Bill de Blasio đã phát động ra một cái nỗ lực đó là diệt chuột trị giá 32 triệu đô la Mỹ vào năm 2017. Trời ơi, quý vị tưởng tượng được không chỉ có chi cái tiền để mà diệt cái con chuột thôi nha quý vị 32 triệu đô la Mỹ vào năm 2017 thì năm này chưa có Covid-19 nha và cái đội đặc nhiệm mà rát này nè chuột đó được cái thành phố này à, lập ra với những cái con chó chuyên săn chuột ở New York và ở đâu mà người dân báo là có chuột thì ở đó có những cái đội này và năm 2017 cái ủy viên mà hội đồng của thành phố của New York ông này là ông Eric ông đã trao tặng 12 chú chó rats những cái giải thưởng bằng cảnh giác sau khi mà nhóm săn chuột này thành công ở cái quận queen của ông. Tuy nhiên có vẻ như là cái việc bắt à, bắt bằng chó không có thể nào mà làm giảm đáng kể số loài giảm cái số mà con chuột mà người ta nói là số lượng cái loài mà gặm nhắm ở New York. Không à, phải. Và ông Eric, ông Eric Adam đó, ông là chủ tịch của cái quận Brooklyn và ông là thị trưởng sắp tới của New York Trong cái chiến dịch mà bầu cử thị trưởng Hồi mùa thu năm 2021 Đã chỉ trích những cái cách diệt chuột Của thành phố này Nhắc tới ông này là ông Eric Vậy là ông Eric ông sẽ lên Ông thay cái ông thị trưởng cũ quý vị Ông đã chỉ trích cái cách mà diệt chuột Eric Adam nha quý vị, mai mốt là thị trường mới đó của thành phố này nhắc tới cái nỗ lực mà trị giá 32 triệu đô la của ông Di Blasio và ông Adam ông nhận định đó tất cả những cái thiết bị và hoạt động để sử dụng chó nè, giết chuột nè đều không có thành công. Ông Adam ông đề xuất ra cái kế hoạch của riêng mình liên quan tới cái việc mà sử dụng một cái một cái xô để giết chuột. Thì trong cái quận Brooklyn thiết bị này đó dụ những cái loài gặm nhấm này tìm tới thức ăn ở trong xô đó và sau đó thì chúng lọt vào cái bẫy này nó chứa chất lỏng và nó chết theo những cái nhà sản xuất và mỗi một cái xô như vậy có thể là bắt hơn 30 con chuột và thị trường đó thị trường mới tỏ ra cực kỳ say mê với lại cái xô bắt chuột này khi mà ca ngợi nó trong suốt 2 năm qua và thậm chí là đích thân trình diễn những cái thiết bị này trong cái cuộc mà họp báo vài năm trước đó Tuy nhiên thực tế đó từng ghi nhận là cái việc mà một trong những cái xô đó đã bị một cái con chuột lớn nó phá vỡ và nó chui ra ngoài. Chuột không có sợ, người có địa vị cao. Nhiều <laughs> gì nữa vậy trời. Chuột không có sợ, người có địa vị cao. Thì Sở Y tế của New York đã thừa nhận hoạt động của chuột ở rất là nhiều khu vực của dân cư New York hiện nay đang ở cái mức cao. Phát ngôn viên Shari Logan của cái sở này cho biết chúng tôi đã quan sát thấy trong những cái khu mà dân cư hoạt động của của chuột đó nhiều hơn bình thường. À, tuy vậy bà Logan bà cũng nói cái kế hoạch mà giảm chuột tốn kém của ông thị trưởng đó đã thành công ít nhất là tới là cuối năm 2019 và những cái cuộc gọi điện thoại tới cho tổng đài 311 nó đã giảm xuống và cái số lượng mà những cái hang chuột trong những cái công viên này cũng như là những cái khu mà phát triển của cái thành phố này nó đã giảm tuy nhiên sau đó thì cái đại dịch covid 19 nó tấn công và những cái dịch vụ mà bị thu hẹp trở lại là cái nguyên nhân mà dẫn tới những cái sự gia tăng của chuột kể từ đó thì chuột nó đã lan rộng ra khắp nơi nó đã lan rộng ra khắp nơi năm 1860 cái thời báo của New York Times đã có những cái bài viết về một cái đứa trẻ không có may qua đời sau khi mà bị cái lũ chuột này cắt sẹo tại một cái bệnh viện mà Billy v và nằm ở cái trung tâm của cái quận Manhattan. Cây đắng trước cái chết của đứa bé này báo của New York Times á, lúc đó viết những cái con chuột mà Bellevue này là một cái chủng tộc mà táo bạo và liều lĩnh, chúng không có ngần ngại xông ra ngay cả khi mà có cái sự hiện diện của những cái người đàn ông ở cái vị trí cao. Và gần đây thì không có cái báo cáo nào về cái việc mà người chết do chuột, nhưng mà cái việc mà bị chuột à, nó cắn đó, lại tương đối phổ biến. Cái báo của Guardian nhắc lại, những cái con chuột này nè, vẫn giản dĩ và tiếp tục tạo ra coi thường những cái người đàn ông có địa vị cao. Nghe hãi hùng quá vậy. Thấy mấy con chuột này hãi quá vậy à. Uh, một cái thông tin tiếp nữa mà vũ cập nhật thì cái này liên quan tới việt nam quý vị nếu mà quý vị có theo dõi báo đài thì quý vị có thể thấy đây là một cái cây cầu ở bên việt nam nè quý vị uh, đang xây dựng cái cây cầu mà bốn năm tỷ này nó rơi uh, nó rơi nha quý vị nó rơi nha nó rơi xuống dưới sông luôn quý vị thì cái cầu mà cái đôi cái cái đôi vàm cái tên của cái cầu này nè cầu cái đôi vàm của cái huyện mà phú tân của tỉnh cà mau đang xây dựng sáng nay bất ngờ nó bị lúng cái trụ và cái nhịp chính của nó đó cái nhịp chính của nó thì rơi xuống nha quý vị trời ơi. khoảng hơn 8 giờ ngày ngày 21 tháng 12 người dân của thị trấn của cái đôi vàm này của cái huyện Phú Tân này tỉnh Cà Mau đã bất ngờ nghe cái tiếng động và sau đó thì thấy cái trụ chính của cái cầu cái đôi này nó cái cầu cái đôi vàm này nó lúng dần và nó kéo theo cái nhịp giữa nó rơi xuống nước luôn Ồ, quý vị thấy không? Quý vị thấy tấm hình này quý vị. Này đáng nãy này nó cái, cái chỗ này nó phải dính vô chỗ này mà không nó rơi xuống luôn rồi đó quý vị. Thì tại hiện trường đó trụ giữa nó bị lún sâu khoảng 4 m và nó kéo theo là sập hai nhịp giữa, trong đó có một cái nhịp đó thì nó rơi xuống nước và nó tránh ngang cái dòng sông cái đôi cái đôi vàm này nó thông ra biển rất là may phía dưới của sông này không có cái con thuyền nào nó đậu neo nên đã không có ai bị thiệt đã không có ai bị thiệt mạng cả và cơ quan chức năng của cái huyện Phú Tân của cái tỉnh cà mau này thì đã dăng dây ra để cảnh báo người dân hãy không có qua lại trong cái khu vực mà vừa xảy ra sự cố sập cầu nhằm để đảm bảo an toàn cho những cái người mà cho người và những cái phương tiện thì được biết đó cái công trình này nó đã xây dựng cơ bản là hoàn thành và đang tiến hành đang tiến hành để lắp lan những cái mà lan can của cái cầu và hiện tại thì đơn vị công đó đang tiến hành để đánh giá thực trạng, tìm ra cái nguyên nhân và cái giải pháp để mà khắc phục sự cố. Thì cái công trình xây dựng của cái cầu Cái Vàm này nè, Cái Đôi Vàm, là một cái công trình mà giao thông cấp 3 với lại tổng cái nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trên 54 tỷ đồng. Do cái công ty mà TNHH của cái tập đoàn thương mại vận chuyển xây dựng uh, uh, của sự thành phố thi công. Trời ơi quý vị, trời ơi cái cầu mà đang làm như vậy bao nhiêu là tiền của quý vị, bao nhiêu mà tiền của đổ sông đổ biển hết. Và bây giờ nếu mà làm lại cái này thì mới muốn biết là có sử dụng được cái phần này để họ làm tiếp hay không hay là họ phải phá hủy đi để họ làm lại nguyên một cái cây cầu khác. Trời ơi cái trị giá tiền mà Vũ không biết tại sao nó lại xảy ra những cái vụ đó không biết có phải là tại vì người ta đã cắt xén những cái mà à, lấy bớt tiền ra nên không có đủ tiền để mua những cái, cái, cái cốt à, bê tông cốt thép gì đó, nên nó bị uh, nó đã bị ảnh hưởng không ta nên đó là cái chuyện mà Mãi Vũ thấy nó xảy ra ở Việt Nam mình thấy rất là nhiều những cái nhà ở Việt Nam nó cũng tương tự như cái cầu này Nó vị đang không đang lạnh tự nhiên cái hồi bữa Mãi Vũ thấy có một cái nhà kia đang 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 cái nhà kế bên nó xây không biết nó đụng vô cái gì đó, mà cái nhà mà mà nó đã xây rồi nó sập luôn quý vị trời ơi không biết ai là người đền cho cái nhà sập đó mà không biết luôn thì cái cây cầu này vốn của nó là 54 tỷ đồng tương đương với khoảng 2.35 triệu đô la Mỹ nha quý vị độ sông độ biển thì cái bài báo kia chắc nó cũng viết tương tự như vậy thôi à. Đâu mày vừa vào gầy. Vụ sập cầu này khiến cho công luận bất bình, lo lắng và phản ánh trên cái tờ báo của VN Address. Độc giải huy bày tỏ chưa có mưa gió bão bùng gì mà đã sập rồi. Chẳng may nếu mà đưa vào sử dụng thì thiệt hại không có biết là tới đâu. Đó, thì cái cơ quan những cái cơ quan trách nhiệm phú tân này họ đã dăng dây ở cái này hệ giống ở trên rồi rồi cái tiếp theo là may mà nó sập sớm nếu mà để cái cầu này nó đưa vào sử dụng rồi đó thì không biết là hậu quả của nó tới đâu cần làm rõ trách nhiệm của những cái cơ quan khảo sát thăm dò thiết kế độc giả dạ phạm xuân hưởng tức giận và bày tỏ trên cái trang giống như cái chỗ mà comment của những cái tờ báo đó quý vị tình hình xảy ra ở việt nam quá là đau lòng bao nhiêu bao nhiêu triệu đô la Mỹ ờ, tới năm uh, mươi mấy tỷ đó quý vị Mai Vũ coi lại cái con số chính xác <laughs> uhm, quá là đau lòng 54 tỷ đồng tương đương với khoảng 2.35 triệu đô la Mỹ nha quý vị 2.35 triệu đô la Mỹ đã đổ xuống sông rồi Giờ mới không còn phải đưa người tới dọn cái đống rác này nữa quý vị Bao nhiêu tiền bỏ ra để dọn cái đống đó nữa chứ giờ nó như vậy rồi sao Quá là đau lòng Đúng là Việt Nam, ôi Việt Nam ơi Một cái thông tin khác nữa Việt Nam tặng Campuchia nha quý vị 25 triệu đô la để xây những cái tòa nhà mà tòa nhà chính của quốc hội Quý vị thấy không, Việt Nam công nhận giàu không Đó Thì Campuchia đã được chính phủ và những người dân của Việt Nam đã trao tặng uh, có cái giá trị là 25 triệu đô la và là cái biểu tượng của cái tình hữu nghị giữa hai nước thì chiều ngày 21 tháng 12 trong cái khuôn khổ mà chuyến thăm uh, cấp nhà nước của người tướng này nhà nước tới vương quốc Campuchia. Chủ tịch nước ông này là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông đã có một cái cuộc mà hội kiến với lại chủ tịch quốc hội của Campuchia. Ông này là ông Hung, ông Heng, ông Heng Samrin. Thì theo đó, hai cái nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh đó Việt Nam và Campuchia là hai cái nước láng giềng, gần gũi, có truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau là cái niềm tự hào và là cái tài sản vô giá hai nước đó cần tiếp tục duy trì và gìn giữ và phát huy như là cái việc mà hai nước này thời gian qua đã hỗ trợ lẫn nhau rất là kịp thời, hiệu quả trong cái những cái công tác mà phòng chống dịch COVID-19 và hai bên thì nhất trí trong cái thời gian tới sẽ duy trì và tiếp xúc thì trao đổi với lại những um, cái cấp cao và những cái um, cấp thường đó để mình bố cho tấm hình to đơn nhỏ lại cấp uh, trao đổi với lại cấp cao và những cái cấp thường xuyên ở tất cả những cái kênh thì trong có, trong đó có cái kênh mà nghị viên uh, đã tăng cường trao đổi những cái kinh nghiệm cũng như là những cái tổ chức của những cái cuộc giao lưu và tiếp tục phát huy cái vai trò của quốc hội hai nước trong cái việc mà thúc đẩy quan hệ song phương nhất là trong cái việc mà xây dựng những cái thế chế hoàn thiện lại cái hệ thống mà pháp luật cho cái việc mà tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế để tạo ra cái hành lang pháp lý thuận lợi cho cái việc mà tăng cường và nâng cao cái hiệu quả mà hợp tác trên tất cả những cái lĩnh vực và ngay sau khi mà cái cuộc uh, hội kiến này của chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc và chủ tịch của Campuchia đó thì uh, đã cùng tham gia vô để cái lễ mà khởi công cái dự án mà xây dựng cái tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Vương quốc Campuchia quà tặng quả đạn nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhà nước và nhân dân Campuchia. Thì chủ tịch uh, Quốc hội Campuchia ông ông này là ông Heng Samrin. Ông trân trọng cảm ơn và đánh giá cao đạn và nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tặng 25 triệu đô la nha quý vị. 25 triệu đô la để mà xây dựng cái công trình hết sức ý nghĩa này. Thì những cái thông tin về cái việc mà xây dựng tòa nhà hành chính quốc hội, ông này là ông Lang Peng Long, ông là tổng thư ký của quốc hội Campuchia, ông cho hay là cái dự án này được triển khai với lại 4 giai đoạn, được xây dựng trên cái diện tích ngang 27 m dài 49 m nó cao 12 tầng. Và chúng tôi hy vọng cái tòa nhà này nó sẽ trở thành cái biểu tượng của cái tình hữu nghị giữa hai dân tộc và là cái tình hiểu nghiệm mà vững bền và là cái tài sản vô giá mà hai cái dân tộc này đã nỗ lực và gìn giữ mãi mãi uh, tổng thư ký của quốc hội Campuchia bày tỏ thì trước đó đó sau cái buổi mà hội kiến với lại quốc hội quốc vương của Campuchia người này là Norodom là thủ tướng của Campuchia đó là Hun Sen là chủ tịch nước đã đặt cái vòng hoa tại cái đài độc lập và cái tượng đài của cái vương quốc mà của cái quốc vương mà Norodom này thì cái tượng đài này nè hữu nghị Việt Nam và Campuchia đó là cái tình hình đó quý vị thấy cái tấm hình này chắc là tấm hình cuối rồi đó tình hình đó quý vị thấy không Việt Nam mình đâu phải không có tiền đâu quý vị có tiền mang ra tặng cho nước ngoài đó nha bao nhiêu là tiền đó quý vị ơi wow cái số tiền mà nó vũ thấy là nó cũng khủng lắm luôn đó chứng tỏ là Việt Nam mình đâu phải không có tiền đâu 25 triệu đô la Mỹ để tặng cho một cái đất nước mà Campuchia để xây cái tòa nhà mà chính của quốc hội thì quý vị ơi đó là những cái thông tin mà Mai Vũ chia sẻ trong ngày hôm nay Mai Vũ cảm ơn rất là nhiều những cô chú và anh chị đã luôn yêu thương, và ủng hộ Mai Vũ. Quý vị ơi nhớ là trước khi ra đó hãy bấm cho Mai Vũ một cái like nha. Ai chưa nhấn like nhấn thích thì hãy bấm cho Mai Vũ một cái đi Tại vì những cái like của quý vị nó hoàn toàn miễn phí Cho Mai Vũ tổng chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau nha Bye bye, I love you all, bye bye